Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tổ tiên báo mộng, được lộc trời cho, gặp may hốt bạc đổi đời, tiền bạc ào về như nước lũ, giàu nhanh chóng mặt, đúng trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Thưa quý anh chị Nhâm Tuất, có một vị thiền sư hỏi sư phụ: Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp: Con ngồi xuống tịnh tâm tha thứ hết cho họ. Vài hôm sau người đệ tử trở lại: Con đã học được tha thứ cho họ sư phụ à, thật nhẹ cả người, coi như xong. Sư phụ đáp: Chưa xong. Con về tịnh tâm mở hết lòng ra thương yêu họ. Người đệ tử gãi đầu: Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương yêu họ, thì thôi được, con sẽ làm. Một tuần sau người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù, bảo: Tốt, bây giờ con về tịnh tâm ghi ơn họ, nếu không có họ đóng những vai trò đó, thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy. Người đệ tử trở lại lần này, tin tưởng rằng mình đã học xong bài, và anh tuyên bố: Con đã học được và ghi ơn hết, mọi người đã cho con cơ hội học được sự tha thứ. Sư phụ cười: Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ, chứ họ không có lỗi lầm gì mà con tha thứ hay không tha thứ. Quý anh chị Nhâm Tuất thân mến, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi sự thù hận, giúp anh chị sống đời an nhiên hơn. Minh Đường Tử Vi biết rằng có rất nhiều anh chị Nhâm Tuất đang theo dõi video vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó vì họ đã làm tổn thương đến cô, bác, anh chị. Thậm chí nhiều anh chị không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình mình. Thử hỏi nếu anh chị cứ ôm khư khư sự thù hận và oán ghét, xong rồi cuộc sống của anh chị liệu có trở nên tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Món nợ anh chị đang gánh, anh chị vẫn phải gánh. Những vấn đề trong cuộc sống anh chị đang đương đầu, anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc tận tâm khảm anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai, anh chị vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu. Cuộc sống của anh chị nào có tốt đẹp hơn trước là bao. Dù trong giây lát anh chị có thể thỏa mãn được sự sân si khi thấy người mà anh chị oán hận gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất ở đâu đó trong thâm tâm của mình. Có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó, nhưng có người lại học cách tha thứ, tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa nghiệp. Nghe đến đây chắc hẳn anh chị đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không phải bậc thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi những cám dỗ về tham sân si được. Anh chị Nhâm Tuất thân mến, Minh Đường Tử Vi không khuyên quý bản mệnh Nhâm Tuất phải sống như Bồ Tát, vì điều đó vượt xa khả năng của anh chị. Bởi vì cuộc sống là những sự lựa chọn, dù anh chị có chọn lựa sống như thế nào đi chăng nữa, thì anh chị vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Không một ai có thể chịu trách nhiệm thay cho anh chị cả. Sống làm sao để trái tim và đầu óc luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc là được. Hãy để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời anh chị trở nên tốt đẹp hơn. Còn những chuyện mà người khác có vô tình hay cố ý làm tổn thương bản mệnh Nhâm Tuất, thì anh chị hãy xem đó là một bài học cuộc đời, giúp Nhâm Tuất mạnh mẽ hơn để đương đầu với muôn trùng sóng gió ngoài kia. Anh chị đừng quá phiền lòng để oán ghét họ làm gì cho mệt người. Bởi vì đời họ họ sống,
lộc họ họ hưởng, mà nghiệp của họ thì họ tự gánh lấy vậy thôi. Minh Đường Tử Di luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người anh chị nhé. Minh Đường Tử Di xin cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Ngay sau đây, không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Di sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý anh chị cùng lắng nghe. Là người tốt bụng, thẳng thắn là những gì các con giáp khác nhớ đến khi nhắc đến tuổi Nhâm Tuất. Trong cuộc sống, người tuổi này luôn suy nghĩ cho người khác hơn là suy nghĩ cho bản thân mình. Họ sẵn sàng mở rộng cánh tay che chở cho những người yếu thế. Trong giao tiếp, họ là người khương trực, thẳng thắn và công bằng trong việc phán xử các mâu thuẫn. Chính vì vậy, người tuổi Nhâm Tuất thường được lựa chọn ở những vị trí như trọng tài, bình phẩm. Trong học tập, người tuổi Nhâm Tuất luôn muốn tìm hiểu thêm những điều mới lạ, bởi bản tính cần cù, ham học hỏi, nỗ lực vươn lên những vị trí cao hơn trong học tập. Đối với vị trí nhân viên, đây là những thành viên tích cực, trung thành và nhiệt huyết đối với công ty. Mục đích đi làm mỗi ngày của họ là thúc đẩy sự phát triển chung của tập thể. Doanh nghiệp, nếu giữ vị trí kinh doanh, đây là nhóm người hái ra tiền. Ở vị trí lãnh đạo, họ là những người mang đặc điểm kỷ luật và săn sóc. Đứng trước các lợi ích vật chất, họ luôn biết cách cân bằng giữa ý chí và tham vọng. Họ luôn biết cách giải quyết các mâu thuẫn và thỏa mãn bản thân trước khi lý trí bị tham vọng. Về tình cảm, người tuổi Nhâm Tuất là những người tình cảm, coi trọng gia đình và các giá trị truyền thống. Họ luôn hướng duy trì và phát triển bền vững những mối quan hệ gia đình. Đây là thành viên mang tính kết nối các thành viên trong gia đình. Người tuổi Nhâm Tuất là những người thẳng thắn, chính vì thế họ phản ứng rất mạnh mẽ trước những bất công trong cuộc sống. Dễ nổi nóng khi gặp sự bất công là chuyện thường gặp của tuổi Nhâm Tuất. Tuy nhiên, họ rất nhanh lấy được trạng thái cân bằng nhờ sự sáng suốt khi suy xét mọi việc. Chính vì tính cách hay xen vào những bất công trong cuộc sống mà nhóm người này thường khá đa nghi. Họ thường chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, từ đó nhận định sai sự việc. Những người tuổi Nhâm Tuất muốn thành công cần thoát ly khỏi gia đình sớm để rèn luyện thêm tính tự lập và khả năng nhìn nhận, đánh giá cuộc sống. Đặc điểm tính cách trung thành là bất lợi cho sự thăng tiến trong công việc. Người tuổi Nhâm Tuất có xu hướng làm việc cố định tại một công ty, đi theo một ông chủ nhất định và đi theo lối mòn tư duy của chủ doanh nghiệp, dù đúng hay sai. Chính vì thế họ bỏ qua rất nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Tiếp theo là tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tuất 1982. Tháng 11 âm lịch hay tháng Bính Tý trong hệ thống Can Chi mang trong mình những sắc thái độc đáo của tự nhiên và văn hóa, vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng nhưng lại hứa hẹn một sự hồi sinh mạnh mẽ. Đây là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong dòng tuần hoàn của trời đất, nơi tiết trời khép lại những ngày cuối cùng của năm cũ, đồng thời mở ra cánh cửa cho một chu kỳ mới đầy hy vọng. Với tiết khí đại tuyết và đông chí, tháng Bính Tý là biểu tượng của sự giao thoa giữa âm khí cực thịnh và dương khí vừa chớm nở. Tiết đại tuyết, như tên gọi, là thời điểm mà băng giá và tuyết trắng bao phủ khắp các vùng đất lạnh, là dấu hiệu thiên nhiên đạt đến đỉnh cao của sự tĩnh lặng, ẩn mình. Sau đó, đông chí xuất hiện, đánh dấu ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm, nơi dương khí, nguồn sinh khí của vạn vật, bắt đầu hồi sinh từ sâu thẳm trong lòng đất trời. Hơn nữa, bản chất của tiết đông chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đông chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Trong tháng này, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất tuy không hoàn toàn thuận lợi, nhưng vẫn có dấu hiệu phát triển tích cực so với thời điểm trước. Tuy nhiên, bản mệnh lại cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe của mình hơn. Trong công việc, đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách, nhưng vấn đề không quá to tát, chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp, cấp trên. Tuy nhiên, những người làm trong lĩnh vực marketing, bất động sản, bảo hiểm cần chú ý mỗi khi đàm phán hoặc ký kết hợp đồng, tránh mắc lừa đối thủ hoặc những kẻ lừa đảo. Nguyệt lệnh Lâm Mộ khuyên bản mệnh đừng tiêu phí tiền bạc cho việc tô vẽ bề ngoài của mình. Thay vào đó, nên dành tiền để tiết kiệm, học hỏi thêm về cách quản lý tài chính để sử dụng tiền một cách khôn ngoan hơn. Về tình trạng sức khỏe có dấu hiệu sa sút, sức đề kháng của bản mệnh không tốt. Vì vậy, trước khi ra khỏi nhà,
cần phải chú ý ăn mặc, giữ ấm cho cơ thể để tránh mắc các bệnh cảm cúm, ngạt mũi. Xét về phương diện sự nghiệp, bước sang tháng mới, dưới ảnh hưởng của sao dịch mã, chủ về dịch chuyển, dự báo thời gian này bạn tốn khá nhiều công sức cho việc di chuyển nhiều. Việc đi lại sẽ mang cho bạn nhiều kiến thức hay ho, vì thế, đừng từ chối nếu được nhận nhiệm vụ phải đi công tác bạn nhé. Nhìn chung, đây là lúc mà bạn phải vất vả hơn nhiều, nhưng hãy tìm cho mình niềm vui trong từng điều mình đang làm bạn nhé. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu hiệu tốt cho những ai muốn thay đổi công việc, muốn tìm kiếm cho mình cơ hội mới. Hiện tại vì công ty chậm đổi mới, trong khi lĩnh vực này thay đổi và chuyển biến không ngừng, trong trường hợp này bạn nên thay đổi quan điểm bản thân, cố gắng suy nghĩ tích cực và tìm cách đối phó với tình huống hiện tại, với lối suy nghĩ độc đáo và phá cách. Bạn hoàn toàn đủ sức đề xuất hướng đổi mới với cấp trên của mình, đừng giữ im lặng, bạn có thể chủ động nói ra ý kiến của mình, đừng tỏ ra cam chịu như vậy. Tuy nhiên, không phải khi nào công sức của bạn cũng được ghi nhận, thậm chí là chỉ có một lỗi nhỏ thôi, người ta cũng đổ hoàn toàn lỗi do bạn. Ảnh hưởng của tỷ kiên khiến bạn có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, muốn khép mình lại để tránh bị tổn thương. Thỉnh thoảng, bạn nên sống cho chính mình nhiều hơn. Nếu thấy thực sự không có tương lai để duy trì tinh thần làm việc hăng say, hãy can đảm từ bỏ những điều khiến bạn căng thẳng và chủ động tìm kiếm môi trường làm việc thân thiện hơn. Là con giáp bốc đồng, dễ đâm đầu vào rắc rối, nên khuyên người tuổi Nhâm Tuất việc gì cũng phải từ tốn. Nhất là khi góp ý cho ai đó, nên nói nhẹ nhàng, thái độ mềm mỏng, tránh trường hợp đối phương tức giận, đối đầu với bạn. Về phương diện tài lộc, có thể mọi kế hoạch của con giáp tuổi Nhâm Tuất bị phá dở bởi một sự cố khó lường nào đó. Có thể tiền bạc do vất vả làm ra lại phải tiêu dùng vào việc sai mục đích. Ngũ hoàng bay về phương đông, khuyên những ai đang đầu tư, kinh doanh đừng tham lam, vì có thể bạn tham bác bỏ mâm, chớ nên vì tiền tài mà gặp tai họa, dễ khuynh ra bại sản mà vẫn bị hiểm nguy. Cơ hội đầu tư luôn luôn có, chỉ là bạn đủ năng lực để nhận ra và kiếm tiền từ đó hay không mà thôi. Nếu bạn không đủ năng lực thì bạn chỉ là con mồi trong trò chơi tiền bạc đấy nhé. Bản mệnh nếu còn cho rằng lỗi tại hoàn cảnh, thời thế hay về nhà nước có chính sách không tốt, càng cho thấy bạn đang có xu hướng đổ lỗi, không biết nhận trách nhiệm về mình. Bạn có nhận ra rằng vẫn có rất nhiều người giàu có dù đang ở chung hoàn cảnh như bạn? Để có thể giàu có, bạn phải thay đổi tư duy đi. Vì cách suy nghĩ như trên được xem là tư duy của người nghèo, sẽ chẳng bao giờ làm bạn gia tăng được thu nhập, tài sản của mình với cách tư duy cũ đâu. Về phương diện tình cảm, gia đạo, người tuổi Nhâm Tuất khá hòa đồng, bạn cần ở bên cạnh những đồng nghiệp vui vẻ, là một người dịu dàng, tình cảm, bạn luôn quan tâm sâu sắc đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Thậm chí, dù không yêu thích công việc hiện tại, nhưng bạn vẫn sẽ cặm cụi làm việc và phớt lờ nỗi buồn của mình. Thế nhưng, có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 11 này gây ra căng thẳng cho bạn, khuyên bản mệnh đó là nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi. Ngũ hành xung khắc dự báo, tình cảm đôi lứa có dấu hiệu rạn nứt, thậm chí khi hai người giận dỗi, cũng là khi có nguy cơ có người thứ ba xuất hiện. Nếu bản mệnh không đủ khéo léo xử lý những tình huống khó chịu xảy ra trong thời gian này, nếu bản mệnh cứ dấn dương chuyện tình cũ, thì chẳng thể có điều mới mẻ, tươi vui nào có thể xuất hiện trong cuộc sống của bạn cả. Bạn nên biết gói ghém lại quá khứ để đón nhận tương lai tốt đẹp hơn người tuổi Nhâm Tuất nhé. Về phương diện sức khỏe, thiên nguyệt hung tinh cho thấy người tuổi Nhâm Tuất thời gian này hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm hôm nay cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai đấy. Nhiều người tuổi Nhâm Tuất lúc này cơ thể yếu nhược, ăn không ngon miệng, nếu đang ốm đau, bệnh tật, khó hồi sức. Nếu bạn có nhận được lời động viên tinh thần của ai đó thì bạn sẽ vui vẻ và sức khỏe mới mong được cải thiện. Một phần lý do là bạn không có khả năng thích nghi với thời tiết nhanh như những người khác. Lúc này đã là tiết lập đông, bản mệnh dễ thiếu vitamin, dẫn đến viêm loét miệng, táo bón. Cần chú ý hơn về ăn uống, bản mệnh nên ưu tiên ăn hoa quả theo mùa, không quên giữ ấm cơ thể. Vì khi bị nhiễm lạnh là bạn rất dễ bị cảm, sốt, phải nghỉ việc cả tuần để dưỡng bệnh. Để tăng sức đề kháng, con giáp tuổi Nhâm Tuất nên ăn nhiều hoa quả tươi, có nhiều vitamin C như cam,
chanh, quýt nữa nhé. Trước khi đến với phần vận trình tử vi chi tiết theo từng giai đoạn và hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ, Minh Đường tử vi xin mời quý vị đến với điều đại cấm kỵ với người tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 11 này nếu muốn tài lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Những người sinh năm 1982 thuộc mệnh thủy, trong thời gian đầu của cuộc đời, họ thường gặp nhiều khó khăn và sóng gió, thử thách. Tuy nhiên người tuổi Nhâm Tuất lại rất thông minh, giỏi tính toán và chăm chỉ, do đó khi chọn hướng nhà bạn cần lưu ý như sau. Nam tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp hướng nhà nào? Hướng Đông Nam, Thiên Y. Khi xây nhà theo hướng này bạn sẽ được quý nhân phù trợ và nhiều người giúp đỡ. Hướng Bắc, Diên Niên Phúc Đức, phù hợp với những người đang có công danh, sự nghiệp. Lựa chọn hướng nhà này còn mang tới nhiều may mắn, dưỡng khí tốt đến với gia chủ. Hướng Đông, sinh khí, thích hợp với những gia chủ muốn có con, đường công danh, sự nghiệp thuận lợi. Lựa chọn hướng nhà này còn giúp cho gia đình luôn hạnh phúc và thuận hòa. Hướng Nam, phục vị. Tuổi 1982 hợp hướng nào? Khi chọn hướng Nam phục vị sẽ mang tới nhiều vận khí tốt và luôn kích thích gia chủ phấn đấu, cố gắng. Nữ tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp hướng nhà nào? Hướng Tây Bắc, phục vị. Phương vị giúp gia chủ cải thiện và nâng cao sức mạnh tinh thần, để tâm trạng luôn cảm thấy thoải mái và thư giãn. Hướng Đông Bắc, Thiên Y. Hướng nhà này góp phần che chở cho gia chủ luôn bình an, mang đến sức khỏe dồi dào, vượt qua ốm đau, bệnh tật. Hướng Tây, sinh khí. Hướng nhà này hội tụ đầy đủ dưỡng khí của trời đất và long mạch, làm cho mọi sự hanh thông, thu hút may mắn, tài lộc và danh vọng. Hướng Tây Nam, Diên Niên. Hướng nhà góp phần làm cho các mối quan hệ xung quanh gia chủ luôn ôn hòa và tốt đẹp. Tất cả các hướng còn lại đều là hướng xấu, không đem lại may mắn cho gia chủ. Tử vi hàng tuần tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1 tuổi Nhâm Tuất tháng 11 âm lịch 2024. Người thuộc cung Nhâm Tuất có thể đạt được thành công nếu không ngừng nỗ lực. Ở đầu tuần dự kiến sẽ có cơ hội được tăng cường lòng tin và được giao nhiệm vụ quan trọng. Hãy tận dụng khả năng của bạn để khẳng định vị thế. Về mặt tài chính, giữa tuần sẽ là thời điểm rực rỡ. Nếu bạn là doanh nhân, có thể sẽ xuất hiện những cơ hội kinh doanh hiếm có, mang lại thu nhập lớn. Đối với người làm việc theo hình thức lương, có thể nhận được khoản thưởng đặc biệt. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một sự khẳng định rằng nếu bạn kiên trì làm việc, thành công sẽ không còn xa. Do đó, khi đối mặt với khó khăn hoặc cơ hội, hãy tự tin bước tiếp và tin tưởng vào tiềm năng của chính mình. Về mặt tình cảm, không có nhiều biến động đáng kể. Đôi khi mâu thuẫn ý kiến giữa đôi bạn là không tránh khỏi. Nhưng sau những cuộc trao đổi, sự thấu hiểu lẫn nhau lại tăng lên. Thậm chí, đôi khi những cảm xúc giận dữ cũng làm tăng thêm hương vị cho mối quan hệ của hai bạn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lam, đen. Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu. Con số may mắn: nam 7, 40, 67, 19, nữ 8, 73, 18, 65. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tuất, tháng 11 âm lịch 2024. Những người thuộc cung Nhâm Tuất sẽ đối mặt với nhiều cơ hội khi được giao những nhiệm vụ đầy thách thức. Và bạn có khả năng khiến mọi người kinh ngạc bằng tài năng của mình, tính tài lộc cũng sáng ngời vào cuối tuần. Đặc biệt là đối với những người làm công ăn lương, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc và hưởng những khoản thưởng xứng đáng. Đối với những người kinh doanh, có khả năng tìm ra hướng đi mới mang lại hiệu suất rõ rệt cho doanh nghiệp của họ. Sao tử vi cũng mang đến nhiều may mắn cho người thuộc cung này. Những thách thức xuất hiện không chỉ là cơ hội để rèn luyện bản thân, mà còn để khẳng định vị thế của họ. Đối với những người trẻ, việc này giúp họ nhanh chóng xác định được hướng đi phù hợp cho bản thân. Ở phương diện tình cảm cũng có nhiều điểm sáng. Với những thành tựu xuất sắc, bạn sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Khả năng có người tỏ ý quan tâm và muốn trở thành đối tác cuộc sống của bạn là rất cao. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe
4 sao, tình cảm, 5 sao, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, đỏ đô, quý nhân phù trợ, tỵ, tý, con số may mắn, nam, 4, 08, 55, 47, nữ, 2, 36, 93, 52. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tuất, tháng 11 âm lịch 2024. Trải qua tuần này, người thuộc cung Nhâm Tuất có thể tự tin chia sẻ quan điểm của mình, đặc biệt là ở đầu tuần, khi may mắn rơi vào phía họ. Sự tự tin này được đáp trả bằng sự đồng tình và ủng hộ từ bạn bè và đồng nghiệp, làm cho sự nghiệp của họ có triển vọng mới. Tới cuối tuần, tài lộc có vẻ sẽ đến với họ. Điều này là dấu hiệu cho thấy công lao của họ được đền đáp xứng đáng, có thể thậm chí có những cơ hội phát tài bất ngờ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, họ cần nhớ giữ ý thức tiêu tiền hợp lý, không nên quá mức đua đòi hoặc chi tiêu không kiểm soát. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy Nhâm Tuất có sự thuận lợi, nhưng đại hao cũng nhắc nhở họ về việc sử dụng tiền bạc một cách sáng tạo và có trách nhiệm. Tránh đua đòi với người khác, họ cần nhìn xa trước, tiết kiệm để dự phòng cho tương lai. Mặt quan trọng khác của cuộc sống là mối quan hệ vợ chồng, và trong tuần này, người Nhâm Tuất có thể trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào và đầm ấm. Sự hiểu biết và lòng bao dung đang ngày càng tăng, giúp họ đối mặt với những thách thức trong mối quan hệ một cách thông thái. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: tím, xanh lam, quý nhân phù trợ: ngọ, tuất, con số may mắn: nam 4, 57, 02, 14, nữ 2, 62, 39, 27. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tuất, tháng 11 âm lịch 2024. Trải qua thử thách và đầu tuần do ảnh hưởng của kiếp tài và tỷ kiên, người thuộc tuổi Nhâm Tuất sẽ phải đối mặt với những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi, họ sẽ trải qua sự che chở từ lãnh đạo và nhận được sự hỗ trợ giúp họ củng cố vị thế. Về mặt tài lộc, tình hình được dự báo sẽ ổn định, có thể đem lại một khoản tiền lãi nhỏ từ các đầu tư trước đó. Điều quan trọng là tự kiểm điểm và điều chỉnh quyết định, cũng như theo dõi xu hướng thị trường để phát triển mạnh mẽ hơn. Tiểu Hao khuyên rằng, trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong chi tiêu, người tuổi Nhâm Tuất cần phải duy trì sự chừng mực. Nếu không, dù có tài chính dồi dào, việc hao tốn không kiểm soát có thể dẫn đến tình trạng cần vay mượn khi gặp khó khăn. Mặc dù phương diện tình cảm chưa có nhiều biến động, những người độc thân có thể tận dụng cuối tuần để tăng cường giao tiếp và kết nối với người khác. Bằng cách mở lòng, họ có thể tình cờ gặp gỡ những đối tượng tiềm năng và tạo nên những mối quan hệ mới. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng, quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, con số may mắn: nam 1, 74, 50, 30, nữ 5, 28, 96, 79. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Nhâm Tuất 1982, sinh năm 1982, chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kế đô là hung tinh, kỵ nữ hơn nam, với tuổi Nhâm Tuất nam mạng thì nhẹ nhàng hơn đôi phần. Năm có sao này chiếu, đương số dễ gặp chuyện không may, tai nạn bất ngờ, hao tài tốn của, tàn khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Theo niên hạn, hạn địa dõng. Hạn địa dõng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ tuất và ngày tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, năm con rồng, tuổi Nhâm Tuất nam mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng,
danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ. Muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh có tính chất cứu giải rất tốt, tốt cho nam mạng hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao này chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn địa dõng. Hạn địa dõng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tan gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở phải bỏ giữa chừng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Nhâm Tuất nữ mạng gặp vận niên Dương Thảo Ngạn, tức dê trên bờ cỏ, hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Cách hóa giải vận hạn. Cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Cách hóa giải hạn địa dõng năm 2024. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách.
Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là dương cao, dương xa, nhưng thật ra, bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báo sẽ hiện tiền, đời sau bao đời cháu con hưng dượng. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.